Julie Trần xin được trở lại với chương trình Tuổi Trẻ Hiện Tại và Tương Lai, với một cái đề tài mà Julie tin rằng thì là đa số phụ huynh chúng ta ai cũng cần nên để ý tới và về nhà nhắc nhở con em mình. Tại vì hiện tại bây giờ như thầy Quang nói là nhiều khi các em hoặc là bất cứ người giữ nào cũng vậy, họ cầm súng vào chưa chắc họ trong đầu họ đã muốn giết ai. Họ chỉ cần tìm một người nào đó quan tâm tới họ, hoặc là they just want to make their statement. They just want to be to pay attention to. Thì qua những cái chuyện mà những cái tai nạn như vậy đó, sẽ có những người, có những hero, có những người anh hùng đã dùng cái bản thân mình để bảo vệ cho những người bạn của mình, có những người đã nhanh chóng nghĩ tới những cái điều gì cần làm để mà bảo vệ cho những người xung quanh. Như thầy Quang đã nói là mình dùng ghế, dùng bàn, dùng bút chì để làm vũ khí, hoặc là như cô Hạnh nói là mình phải là teamwork, mình phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra còn những cái điều gì mà thật là nhỏ, thật là cell phone làm cách nào? Mình chắc chắn là lúc đó các em học high school là hầu như em đã cũng có cell phone hết rồi. Well, cái cell phone đó thì dĩ nhiên á, hầu như là tất cả em học sinh nào cũng sẽ có cái cell phone. Nhưng mà một cái á, mà quan để ý nhất là mình coi cái trên news á, là nếu mà một khi phụ huynh á, mà bắt đầu thấy trên news á, radio á, là chớ để con của mình cái trường đó nó bị người ta bắn này, hay là đặt thuốc nổ, thì ai cũng sẽ bắt đầu gọi con của mình hoặc là text message. Cái đó nó có cái tốt và nó có cái hại của nó, là tại vì á, nếu mà mình gọi cho con của mình lúc đó mà con của mình đang trốn, tự nhiên cái điện thoại nó rang lên một cái á, thì cái người cầm súng họ sẽ biết là cái nó chỗ đó nó có người, thì mình sẽ, họ sẽ từ một mình tới vô cái phòng đó hay là tới ngay cái địa điểm đó thôi. Thì trong cái tình huống đó thì những em học sinh á, thì đừng có tắt cái điện thoại của mình, nhưng mà mình nói cho là dặn tắt cái volume thôi, cũng đừng có dặn để vibrate nữa, là gung thôi, là mình tắt cái volume của nó, giữ cái điện thoại on, nhưng và cái màn hình của mình á, là mình giảm đi cái resolution, cái đèn, cái đèn sáng, cái lựa lộ lựa sáng á. Cái đó là mình vẫn có thể là liên lạc cái thế giới ở phía ngoài cái trường được, nhưng mà mình không có là đưa ra cái địa điểm của mình cho cái người mà cầm súng. Và đặc biệt một cái là mỗi cái phone đó chị, đặc biệt là iPhone đó, nó có cái chức năng là tìm kiếm đó, thì có thể giống như một cái thiết bị định vị vậy đó. Cho nên phụ huynh hoặc là những ai nếu mà cần tìm các em ấy thì vẫn có thể biết là có thể dẫn đi tới cái chỗ đó. Một cái, since mình nói cái topic ở cái điện thoại á, thì em không, Quang không biết chị còn nhớ không, hồi kia trước khi cái cell phone nó mọi cái nhà nó có một cái điện thoại mà nó có một cái sợi dây mà nó cuốn á, nó dính vào cái điện thoại, chị nhớ cái đó không? Ok, so nếu mà ngoài trừ cái active shooting đi, thì giống như mình nói một cái thiên tai đi, giống như earthquake, ok, nếu mà động đất đi, hoặc là giống như mình sử dụng động đất là một cái example đi. Nếu mà cái trường của mình nó bị động đất, or nếu mà active shooter nó vô hoặc là nó cúp điện hết, thì nhiên cái cell phone, cái tower lúc đó có thể là nó sẽ không có sử dụng được. Nhưng mà một cái là cái điện thoại cũ của mình mà nó có cái sợi dây á, nếu mà mình lấy cái ổ điện á, cái đồ mà ghim vô cái telephone port á, mình đưa cái đó qua một cái telephone port khác, mình vẫn có thể liên lạc cái thế giới ở ngoài. So cái điều đó là mình nên nó cho con của mình biết á, là nếu mà mình bị kẹt ở trong cái trường hay là một cái thư xá hoặc cái gì đó mà mình gọi không được tại nó không có signal, nên tìm những cái điện thoại đó. Tại hầu như là tất cả những cái trường học nó đều có cái đó bây giờ. So even ở nhà thì nhiều bây giờ gia đình nó xài là cordless phone. So mình có nên là đầu tư vô maybe vài đồng bạc để mua cái điện thoại để cho cái emergency. Và một cái điều nữa thì không biết là hiện tại bây giờ như thế nào, ngày xưa khi mà Julie cũng là đi đi huấn luyện về những cái lớp emergency preparedness, thì những bất cứ lúc nào mà chúng ta có earthquake hoặc là tai nạn xảy ra đó, mình sẽ không, cái cell phone sẽ bị hoàn toàn không sử dụng được, tại vì lúc đó tất cả những cái tower, những cái cell phone chính phủ sẽ dùng để mà sử dụng. Tuy nhiên nếu mà quý vị gọi ra tiểu bang khác vẫn được như thường. Thế nghĩa là sao, là mình phải nói với các, lúc nào trong phone của các em cũng phải có một cái số điện thoại của người thân ở một tiểu bang khác. Nếu mà trường hợp emergency xảy ra vẫn có thể liên lạc với cái người thân ở tiểu bang khác, miễn sao không trong California, ở tiểu bang khác vẫn sử dụng được như thường. Đó là một cái điều mà Julie khi mà làm những cái lớp huấn luyện như vậy đó, thì đó là cái điều mà
rất là nhiều người không biết tới, kể cả chú Ly, cho tới khi mình đi học rồi mình để hướng dẫn người khác thì lúc đó mình mới biết. Và vì thế cho nên đó là một cái cách rất là hay, tại vì nhiều khi bây giờ ở nhà ngay cả những nhà đều không có số cái điện thoại ở nhà nữa, cá nhân nhà chú Ly không có điện thoại ở nhà. We don't have the phone, home phone. Thành thử ra nhiều người nói trời ơi giờ chị emergency tôi phải trả thêm một tháng mấy chục đồng bạc tiền cái phone line. Đúng chứ không phải là không, nhưng mà trường hợp xảy ra thì làm sao? Cái đó là cũng gọi là tiếng Mỹ nó gọi là damn if you do and damn if you don't, có nghĩa là nếu tôi làm thì cũng không đúng mà tôi làm cũng không đúng. Đa số gia đình bây giờ không có cái điện thoại ở nhà. Thành thử ra cái đó là good old day mình có. Nhưng right. mà today technology, I don't even have home phone. cái phone line ở nhà, cho đó tại vì mình đi cả ngày. Yeah. Tuy nhiên, cái chuyện này nó không chỉ xảy ra ở trường học mà thôi. Nó có thể xảy ra ở bất cứ chỗ nào. Nursing home, những chỗ mà quý vị cho con em mình, gửi con em mình to the school, right. after school. Bất cứ chỗ nào có thể xảy ra. Chứ không có riêng gì là ở trường học. Right. Lớn hết, thành tựu ra. Nên cái này có không có phải là cho những em học sinh, nhưng mà cho tất cả mọi người, mọi cái lối tuổi khác nhau, mọi người nên biết làm sao evacuation plan, nếu active shooter. Vì cái này không có phải trong trường học thôi, nhưng mà nhiều cái nhà băng nó có xảy ra, nhiều cái mall nó cũng sẽ xảy ra, so mình sẽ không có bao giờ biết. Đôi khi nếu nó có một cái, mình ở trong một cái khu vực mà nó không có an toàn, mà nó có drive by shooting đi, thì làm sao mình phản ứng được trong cái hoàn cảnh đó. Nhiều khi mình nói vậy chứ mà đến lúc mà mình rơi vào cái tình trạng đó thì tự dưng cái đầu óc của mình cũng bối rối, mình cũng không có thể nào mình biết được mình phải phản ứng như thế nào. Tuy nhiên nếu mà có một cái sự được huấn luyện rồi thì ít ra mình cũng có thể mình sử dụng một phần nào đó. Những một cái gì mà Quang always đề nghị cho tất cả gia đình đó là mình nên ngồi xuống các con của mình là đưa ra những cái thí dụ là những gì có thể xảy ra. Rồi nhiều cái là giống như nếu mà nó bị bão nè, nếu mà bị cháy nhà hoặc là bị động đất hay là bị active shooter, là người ta cầm súng vô trong cái khu vực nhà của mình, thì mình phải làm gì? Số 4 cái điều đó là nó quan trọng nhất. Mình nên drill, là giống như là mình tập cái con của mình đi, rồi mình cho họ những cái scenario, những cái tình huống khác nhau, là nếu mà ba mẹ không có nhà mà con ở nhà cái chị hoặc là cái em thì mình nên làm cái gì, hoặc là nếu có ba mẹ ở nhà mà ba mẹ đang làm, một người đang nấu ăn, một người làm giường, và chuyện xảy ra thì mình nên làm những cái điều gì. So những cái khẩu hiệu, những cái rally point là những cái chỗ mà mình, nếu mà mình bị lạc đi, thật lạc đi, thì cái chỗ nào mình sẽ hẹn gặp nhau, hẹn gặp ở đợt chỗ nào, những cái số điện thoại gì mình nên thuộc. So cái điều đó nó rất là quan trọng. Số điện thoại để thuộc thầy Quang. Đôi khi mình còn không nhớ số điện thoại của mình nữa. Cái cell phone nó cũng rất là tai hại nhá. Là ngày xưa mình không có cái cell phone, thành ra số điện thoại mình nhớ trong đầu mình, đúng không? Nhưng mà từ lúc mà mình có cell phone rồi, tất cả những số điện thoại mình ghi vào trong đó rồi, ngay cả số điện thoại chồng con mình không nhớ luôn nữa. Cái đó Quang có một cái solution. Okay. So actually hồi thứ bảy này thì Quang và Hạnh và những manager QTD có đi họp ở chỗ American Red Cross, có một vị bác sĩ. So cái điều này Quang vừa mới học thôi, là nó có một cái pin này nè, là mình có thể viết lên cái da của mình, nhưng mà mình sẽ không có thấy được cái số. That's the thing. So nếu kêu bằng là write on skin pin, so mình có thể viết là những cái emergency contact, những cái địa chỉ, cái này cái kia, phải không? So nếu mà mình bị thất lạc cái chỗ nào, mình có thể vô những cái ti chuẩn xác, những cái chỗ rescue center, những cái bệnh viện á, thì họ sẽ có những cái đèn hoặc là những cái phấn á, họ để lên thì nó sẽ có nguyên một cái emergency number, những cái contact nó ra. So cái đó là waterproof luôn. So mình không có cần sợ là mình đi tắm thì tự nhiên nó nhưng mà nó sẽ nằm trên cái da mình bao nhiêu lâu? Mỗi 30 ngày. Mỗi 30 ngày á, là mình phải gán làm sao mình viết lên. Một cái á, thì như nhân quan cũng đồng ý với những người trainer á, là mình không có nên viết lên cái tay của con của mình. Tại nhiều mấy em trẻ bây giờ nó viết là permanent marker lên, nó vẽ cái này cái kia. So một cái á, thì cái người trainer nó nói là nếu mà cho mấy em trẻ thì mình viết là phía sau lưng. Cái chỗ nào mà họ không có thể nhớ tới được á, thì mình có thể viết là sau cái lưng của mình hoặc là dưới lưng của mình. Thì mình sẽ cho con của mình biết là nếu mà chuyện gì xảy ra mình đi những cái chỗ đó á, thì mình cho họ biết là I have an emergency contact on my back. So, they có cái way để tìm hiểu. So,
giống chị nói, nếu emergency contact out of state, uh-huh. that's a perfect way to right, do it. Right, yeah. Chứ còn nếu mà số điện thoại ba mẹ đã không nhớ rồi, chị right. đừng có nghĩ là out of state nó sẽ nhớ chị. Không thể nào nhớ được. Vâng, cảm ơn thầy Quang và cô Hạnh. Chắc chắn thì là chúng ta sẽ tiếp tục với cái đề tài này vào cái chương trình kế tiếp. Và vì thế cho nên xin quý vị nhớ đón xem và rủ dê bạn bè thân bằng quyến thuộc cùng với chúng tôi để mà hướng dẫn cho, để mà cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm mà chúng tôi học hỏi được, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã được huấn luyện và dùng những cái kinh nghiệm đó để huấn luyện lại cho những người khác. Thì đây là một cách mà cá nhân Julie cũng như là trường quân đội QTD luôn luôn lúc nào cũng sánh vai với nhau để mà đem những cái thông tin cập nhật đến cho quý vị. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau, chương trình Tuổi Trẻ Hiện Tại Và Tương Lai. Xin thân ái kính chào tạm biệt.